Quý vị đang trở lại với chương trình Giờ Cửa Sổ trên FBNC ngày 15 tháng 6 và ngay bây giờ sẽ là phần điểm tin. Thưa quý vị, công ty cổ phần Hoàng Gia Lai mã chứng khoán là HAG vừa thông báo đăng ký bán 23,3 triệu cổ phiếu HNG của công ty cổ phần nông nghiệp quốc tế Hoàng Gia Lai để hoán đổi trái phiếu chuyển đổi sang cổ phiếu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 19 tháng 6 đến 18 tháng 7 năm 2017. Hiện Hoàng Gia Lai đang sở hữu hơn 520,4 triệu cổ phiếu HNG của công ty con Hoàng Gia Lai Aprico. Giao dịch hoán đổi thành công, Hoàng Gia Lai sẽ giảm lượng sở hữu tại công ty con HNG xuống còn hơn 497 triệu cổ phiếu, tương ứng 64,8% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty. Trước đó, đầu tháng 5 năm 2017 vừa qua, Hoàng Gia Lai cũng đã hoán đổi 20 triệu cổ phiếu HNG để hoán đổi trái phiếu chuyển đổi sang cổ phiếu cho Temasek. Số trái phiếu hoán đổi trên là một phần trong tổng số 1.130 tỷ đồng trái phiếu hoán đổi phát hành ngày 15 tháng 7 năm 2011 cho Northbrook Investment, một công ty thành viên của tập đoàn Temasek Holding thuộc chính phủ Singapore. Temasek có quyền chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ số trái phiếu trên sang cổ phiếu HNG từ nay đến ngày đáo hạn, tức là ngày 14 tháng 7 năm 2017. Ngoài khoản trái phiếu hoán đổi trên thì Temasek còn nắm giữ 1.100 tỷ đồng trái phiếu có thể chuyển đổi thành cổ phiếu Hoàng Gia Lai với giá chuyển đổi là 19.645 đồng. Số trái phiếu này phát hành ngày 31 tháng 8 năm 2010 và đáo hạn vào ngày 31 tháng 8 năm 2017. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt phương án cổ phần hóa công ty mẹ Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp trách nhiệm hữu hạn một thành viên Becamex IDC với hình thức cổ phần hóa giữ nguyên phần vốn nhà nước, phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn. Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp công ty cổ phần có vốn điều lệ là 13.170 tỷ đồng, tương đương 1,3 tỷ cổ phần, trong đó 671 triệu cổ phần nhà nước nắm giữ, chiếm 51% vốn điều lệ. Gần 5 triệu cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp, chiếm 0,37% vốn điều lệ. 311 triệu cổ phần bán đấu giá công khai, chiếm 23,63% vốn điều lệ. 329 triệu cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược, chiếm 25% vốn điều lệ. Mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng. Thủ tướng Chính phủ, ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần lần đầu, điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ khi không bán được cho các nhà đầu tư theo phương án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và thực hiện bán cổ phần lần đầu ra công chúng theo quy định của pháp luật. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cũng được ủy quyền xây dựng tiêu chí, quyết định và chịu trách nhiệm lựa chọn cổ đông chiến lược theo quy định của pháp luật hiện hành. Việc lựa chọn cổ đông chiến lược bảo đảm các điều kiện ràng buộc nhà đầu tư cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp và thực hiện sau khi bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng. Về phương án sắp xếp lao động thì tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp cũng như tổng số lao động chuyển sang công ty cổ phần là 2.301 người. Và thưa quý vị, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa chấp thuận hủy niêm yết cổ phiếu CTS của công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam, Vietinbank SC kể từ ngày hôm nay ngày 15 tháng 6. Theo đó thì hơn 90,42 triệu cổ phiếu CTS được hủy niêm yết và giao dịch ngày cuối cùng tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vào ngày 14 tháng 6, ngày hủy niêm yết là ngày 15 tháng 6. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết là việc CTS hủy niêm yết là để chuyển sang hoạt động trên sàn HOSE. Trước đó, ngày 18 tháng 5, thì Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM cũng đã thông báo là nhận hồ sơ đăng ký niêm yết của Vietinbank SC với hơn 90,42 triệu cổ phiếu đăng ký niêm yết. Được biết, thì cổ đông lớn duy nhất của Vietinbank SC là Vietinbank với lượng sở hữu là 68,37 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 75,64%. Cổ phiếu CTS đã niêm yết trên sàn HNX từ cuối tháng 7 năm 2009 với giá chào sàn là 28.200 đồng một cổ phiếu. Tuy nhiên, sau nhiều biến động của thị trường thì cổ phiếu CTS đã liên tục sụt giảm. Chốt phiên giao dịch ngày cuối cùng trên sàn HNX, CTS đang niêm yết ở mức 11.500 đồng một cổ phiếu. Thưa quý vị, ngày 14 tháng 6, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành. Tổng khối lượng gọi thầu là 5.000 tỷ đồng cho 4 loại kỳ hạn. Kỳ hạn 5 năm là 1.500 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm 1.500 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm 1.000 tỷ đồng và kỳ hạn 30 năm 1.000 tỷ đồng. Kể từ đầu năm 2017, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công gần 115.975 tỷ đồng trái phiếu chính phủ thông qua đấu thầu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Thưa quý vị, trong tuần từ 5 tháng 6 đến 9 tháng 6 thì Ngân hàng Nhà nước đã bơm mới 50 tỷ đồng qua kênh HOMO, trong khi đó lượng vốn đáo hạn trong tuần đạt 1.676 tỷ đồng. Do vậy, đã có 1.626 tỷ đồng được Ngân hàng Nhà nước hút ròng qua kênh này.
Đây là lượng bơm mới thấp kỷ lục của Ngân hàng Nhà nước kể từ đầu năm tới nay. Về lãi suất liên ngân hàng thì tuần qua, lãi suất liên ngân hàng tiếp tục có xu hướng giảm nhưng mức giảm không đáng kể, biên độ từ 0,08% đến 0,26% đối với tất cả các kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất trung bình kỳ hạn qua đêm giảm 0,08% về mức 2,35% một năm, lãi suất trung bình kỳ hạn một tuần giảm 0,18% về mức 2,29% một năm và lãi suất trung bình kỳ hạn hai tuần giảm 0,26% về mức 2,73% một năm. Tuần qua, tỷ giá giao dịch trung bình tại các ngân hàng thương mại có xu hướng giảm mạnh 11,6 đồng về mức 22.704,2 Việt Nam đồng đổi 1 đô la Mỹ. Trong khi đó, tỷ giá trung tâm có bước tăng 9,8 đồng lên mức 22.403,8 Việt Nam đồng đổi 1 đô la Mỹ. Trong tuần diễn biến, tỷ giá đồng đô la Mỹ trên thế giới có xu hướng tăng mạnh. Cụ thể thì chỉ số USD Index tăng 0,43% so với 6 đồng tiền chủ chốt khác, đạt mức 97,11 điểm. Chuyển sang thông tin từ thị trường thế giới, thưa quý vị, kết quả báo cáo lợi nhuận của nhà bán lẻ lớn nhất thế giới là Inditex, đồng thời là chủ sở hữu của thương hiệu Zara, đã tăng mạnh trong quý 1 năm 2017. Tuy nhiên, trong vài tuần trở lại đây, doanh số của hãng lại đang có xu hướng giảm. Inditex đồng thời là chủ sở hữu của thương hiệu thời trang mới nổi là Pull & Bear và thương hiệu Massimo Dutti. Theo báo cáo, thì tổng doanh thu của Inditex tăng 14% so với cùng kỳ năm trước và đạt 5,6 tỷ euro, vượt kỳ vọng của giới đầu tư. Lợi nhuận trước thuế của hãng đạt 1,1 tỷ euro, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước, vượt mức dự đoán trước đó. Trong những năm gần đây, thì Inditex luôn có hoạt động kinh doanh vượt trội hơn so với H&M và những đối thủ khác. Phần lớn là nhờ vào doanh thu từ mảng bán hàng online và việc nhanh chóng luôn bắt kịp những xu hướng mới nhất tại các sàn diễn thời trang của Inditex. Dù trong 3 tháng đầu năm 2017, cổ phiếu của Inditex đã bắt đầu phục hồi, tuy nhiên sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày 14 tháng 6, thì cổ phiếu của Inditex đã giảm 1,4%. Thưa quý vị, sau bê bối liên quan tới tội quấy rối trong thời gian gần đây, thì hội đồng quản trị của Uber đã phải họp lại và thảo luận làm cách nào công ty có thể khôi phục hình ảnh của mình. Việc CEO của Uber là Kalanick bất ngờ nghỉ phép vô thời hạn mới đây càng khiến cho vấn đề quản lý của Uber rơi vào tình trạng xáo trộn hơn. Tuy nhiên, mọi thứ lên tới đỉnh điểm trong cuộc họp hội đồng và toàn bộ nhân viên của Uber mới đây. Tại cuộc họp, thì khi một thành viên đề xuất rằng Uber cần phải bổ sung thành viên nữ vào trong hội đồng quản trị, điều này rất quan trọng. Nhưng ông Bunderman lại phản đối và cho rằng như thế chỉ nhiều chuyện hơn mà thôi. Vì thế, giám đốc của hãng là Travis Bunderman cho biết là sẽ từ chức vì là bình luận về phụ nữ trong cuộc họp trên. Ông Travis Bunderman hiện 74 tuổi, thưa quý vị, là nhà sáng lập TPG vào năm 1992 và làm chủ tịch hội đồng quản trị từ năm 2014. Ông đồng thời là thành viên của công ty bất động sản Cushman & Wakefield, Kite Pharma và gần 20 công ty khác. Chuyển sang thị trường chứng khoán Mỹ, thưa quý vị, ngay sau quyết định tăng lãi suất sau kỳ họp của Fed vào ngày 14 tháng 6 vừa qua, thì sắc đỏ bao trùm lên sàn chứng khoán Wall Street. Đây cũng là lần tăng lãi suất thứ hai trong năm nay của Fed. Kết thúc phiên giao dịch ngày 14 tháng 6 thì duy nhất chỉ có chỉ số Dow Jones tăng 0,22%, hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq giảm tương ứng là 0,1 và 0,41%. Giá dầu thô giảm mạnh đã kéo điểm lĩnh vực năng lượng, lĩnh vực vật liệu và năng lượng giảm hơn 1%. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã tăng lãi suất 25 điểm cơ bản, mức tăng này đúng theo dự đoán của giới đầu tư trước đó. Đồng thời họ cũng đưa ra dự báo lãi suất không thay đổi trong thời gian tới. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed cho rằng tỷ lệ lạm phát sẽ giảm trong một thời gian ngắn và đặt mục tiêu đề ra trong năm nay. Trong 12 tháng tới, tỷ lệ lãi suất sẽ không thay đổi ở mức dưới 2% và dần đi vào ổn định. Và thưa quý vị, thì bên cạnh đó, Fed cũng đưa ra báo cáo chi tiết về kế hoạch cắt giảm bản cân đối thu chi đang ở mức 4,000 tỷ đô la Mỹ. Theo báo cáo từ Ngân hàng Trung ương Mỹ, thì CPI của Mỹ đã có dấu hiệu tăng trong thời gian gần đây. Tuy vậy, con số thực đưa ra vào phiên họp ngày hôm qua, CPI của Mỹ đã rớt 0,1%, trái ngược với kỳ vọng của các chuyên gia trước đó là tăng 0,2%. Hiện tại, thì các nhà đầu tư đang lo ngại rằng tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ sẽ như thế nào trong vòng 6-7 tháng tới, khi mà cải cách thuế và những kế hoạch thay đổi nền kinh tế của Tổng thống Donald Trump hiện vẫn chưa được thông qua. Và thưa quý vị, ngay sau khi Fed quyết định tăng lãi suất vào ngày 14 tháng 6, tại thị trường châu Á, tâm lý các nhà đầu tư cũng trở nên thận trọng hơn. Chốt phiên ngày 15 tháng 6 thì hầu hết các chỉ số chính đều giảm điểm. Và cụ thể thì duy nhất có chứng khoán Trung Quốc còn giằng co, chỉ số Shanghai giữ được sắc xanh nhích nhẹ 0,06%. Các chỉ số chính khác đều giảm điểm, như Nikkei của Nhật Bản giảm 0,26%, Kospi của Hàn Quốc giảm 0,46%. Tại buổi họp thì Fed cũng đưa ra dự báo là trong thời gian tới, lãi suất tại Mỹ có thể sẽ tiếp tục tăng lên.
Tại thị trường Nhật Bản, cổ phiếu của Toshiba vẫn chịu áp lực lớn từ một số nhóm phụ trợ của cổ phiếu SanDisk của tập đoàn Western Digital. Western Digital cho biết là hãng này không có lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện các khâu pháp lý chống lại Toshiba, bởi vì Toshiba tiếp tục tránh né các điều khoản hợp đồng liên quan tới hãng chip liên doanh. Cổ phiếu của Toshiba tìm được sắc xanh trái ngược với khởi đầu gian nan ở đầu phiên, kết phiên tăng 1,02%. Tại Hàn Quốc, thì cổ phiếu của Samsung trở thành tâm điểm, tăng 0,71% sau khi tập đoàn này cho biết họ sẽ tăng sản lượng của loạt chip mà hãng đang sản xuất và có kế hoạch chiếm được 50% thị phần vào cuối năm nay. Và thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần 2 phần điểm tin của giờ cơ sổ. Mời quý vị giữ kênh, chúng tôi sẽ trở lại với phần trao đổi với chuyên gia.